Sếp Hằng, nhiệt liệt xin chào các bác. Cũng đã rất là lâu rồi, hôm nay em mới về được mấy cái chiếc máy rửa bát Panasonic đời cao. Ở đây là một con TL8 các bác nhé. Em để số 1. Một con máy thì phải nói là mỹ mãn luôn, từ trong ra ngoài, hình thức cực đẹp luôn ạ. Hình thức cực đẹp các bác nhé. Vỏ này các bác ơi, Mica còn rất là đẹp. Đây. TL8 công nghệ Econavi. Các tính năng thì nói chung là các đời thì nó cũng xem nhau thôi, em cũng không cần phải quảng cáo nhiều nữa. Đây là một con TL8 rất là mỹ mãn. Phần lưng nhé các bạn này, lưng nhé. Hàng trưng bày rất là đẹp, lưng gần như là không có sức sáp gì. Đây, cực đẹp luôn. TL8 đời 2015. Nói chung là miễn chê. Bên trong nội thất sạch sẽ, vừa vệ sinh qua thôi đã rất là sạch rồi, như mới các bác nhé, như mới luôn. Chung là dòng này thì không còn gì phải bàn cãi, phải chê nữa rồi ạ, chỉ chờ các bác mà xuống tiền thôi. Phần máy nó quá đẹp, xuất sắc rồi, không còn cái gì mà phải nói. Dòng chỉ này các bác này rất là ít dùng, tai cửa mọi thứ như mới luôn. Đây. Cực đẹp thôi nhé, không còn phải chê gì cả. Giá cả cũng rất là hợp lý, em bán 9 triệu rưỡi nhé. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ. Em bán đúng giá 9 triệu rưỡi, chưa phí vận chuyển, chưa đổi nguồn. Ship hàng toàn quốc. Các bác sang một đặt cọc trước 500, nhận hàng thanh toán nốt nhé. Chào các bác.